Rồi, chào các bạn mọi người nha. Hôm nay sẽ mình quay hiện tại hai chiếc là 167-14 đang ủi và 185 số chưa xong. Nãy giờ chưa có xong. Số chừng nào chưa có xong các bạn. Rồi với chiếc 67-14 đang ủi. Thì mình qua cũng như này hơi nắng các bạn, xong mình việc mình sẽ mình đứng nha. Tám giờ 53 phút ngày buổi sáng các bạn. Còn đây chiếc 185 đang giúp số chơi xong các bạn. Số vẫn chuyện nào chưa có xong. Đây số hết rồi các bạn. Ở đây 67-14 hình như ủi ba chỗ bên kia các bạn. Xem mình là cần các bạn nha. Ba chỗ ủi kia các bạn. Rồi đang ủi các bạn. Rồi ủi các bạn. Rồi đang ủi ba cái cụ của bạn. Rồi mình đang chạy theo các bạn. Qua tới kia luôn các bạn. Quá wow, chạy theo muốn không kịp luôn các bạn.
thì nên làm cho trồng di sản các bạn. Ở nay mình việc mình hình như nên để đang làm các bạn nha. Rồi ủi các bạn, rồi đây rồi còn 1.5. Năm nay hình như là mình đang chạy cho cái vượt các bạn. Đây 6714. Quá chạy các bạn. Rồi đang ủi. Rồi hai máy đang ủi các bạn. Rồi đang ủi. Rồi là giữa 1.5, ủi các bạn. Quá. Wow. Tuần này toàn gặp mấy cài mạnh các bạn. Đây. Bắt đầu ủi các bạn. Còn đây 6714 đang ủi. Bữa nay hai chiếc máy cài sẽ to 6714 và MS185 đang ủi các bạn. Sẽ mình việc ủi đang làm rất trồng di sản các bạn. Đây bắt đầu chạy các bạn. Dạ còn đây 1.5. Này ủi ba chỗ kia tới luôn. Tới luôn. Y cha. Bữa nay tuôn bánh các bạn. Dạ đây 6714 đang ủi. Rồi bắt đầu chạy các bạn. Giờ khoảng lúc 9 giờ sáng. Hôm nay mình hình như mình sẽ mình qua những cái chiếc máy cài. Hai máy đang ủi. Đang ủi để làm chất trồng di sản các bạn. Ngày thầy cũng mình quay hạn chế các bạn, mình sẽ coi chiếc máy cài các bạn. Đây là cũng nên là hạn chế các bạn, việc sẽ mình quay nha. Rồi đang ủi từ từ các bạn. Đang ủi nha các bạn. Đang ủi các bạn.
Rồi chào bạn mọi người nha. Bữa nay là sáng mình Việt, mình cùng mua bộ cái áo dài trắng dành cho má của anh Vũ và của bác Phong cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.